1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
Hợp lý rồi. Làm thầy thuốc đi. Hai đứa này theo tao. Ở vị trí. Sẵn sàng nhá. Sẵn sàng. 2, 3. Đồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Thầy thuốc đi vắng rồi. 2, 3. Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, hỏi thăm thầy thuốc là có nhà hay không. Có nhà, hỏi có việc gì không. Xin lửa. Lửa làm gì. Để kho cá. Cá mấy khúc. 3 khúc. Khúc đầu. Đầy xương đầy sẩu. Khúc giữa. Đầy máu đầy mê. Khúc đuôi. Tha hồ đầy đuổi. Chúng mày chết. Chà. Mày đi được. Mày à, chú Quang. Mấy đứa lên phố thôi. Chú Quang, bọn cháu chờ chú Mai ạ. Thì đi thôi. Ok. Đi nhá. Mát phết nhỉ. Ôi, cửa ấy. À, chú Quang ơi. Hả? Cháu chỉ xin bố cháu đi được đến 9 giờ thôi. Xe chú có chạy nhanh được để cháu kịp về 9 giờ không ạ? Đi ê tô rồi lại còn sợ không về kịp. Mày lo cái gì? Công nhận đi ê tô thích nhà chúng mày nhỉ. À, mà chú Quang ơi, hôm nay bọn cháu tiện thể lên thành phố mua sách thì chú cho bọn cháu đi uống trà sữa nhá. Chú vừa trúng một mối hàng, chúng mày muốn uống bao nhiêu trà sữa chả được, cứ thoải mái đi. Yeah! Let's go! Tuổi trẻ mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Mùa đông tôi là biết bay xa. Em ơi, hẹn về rồi, anh ơi hẹn về. Lâu quá lâu rồi, em mệt. Ôi, cái gì đấy à? Ôi giời ơi. Ai đấy? Kheo cướp đấy. Báo công an. Cái gì đấy? Cô ta đến rồi kìa. Báo công an. Anh ơi, có khi nào cô ta giết tất cả chúng ta xong rồi ném xuống A cho cá rỉa không nhỉ? Mày bị điên à? Sợ cái gì? Nó có một mình thế kia, mình có tận 5 người cơ mà, sợ cái gì? Đúng rồi nhở, bọn mình có tận 5 người cơ mà. Chú Quang ơi, làm sao bây giờ chú Quang ơi? Chúng mày lại xem phim kinh dị quá 180 phút chứ gì? Ban ngày ban mặt, có mỗi đứa con gái, sợ cái gì? Cái gì đấy? Chúng mày sợ cái gì? Có chú ở đây, chúng mày không phải sợ. Chú Quang ơi, chú không sợ mà giọng chú run lên như thế. Đâu, chú có run gì đâu. Để đấy, chú mở cửa. Em ơi, có chuyện gì thế? Anh có tiện đường lên phố không? Cho tôi đi nhờ với. Lên phố à? Mẹ tôi ốm nặng, mà bây giờ lại hết xe lên phố rồi. Anh giúp tôi với. Thôi được rồi, lên xe đi. Cảm ơn anh. Xe làm sao đấy nhở? Chú Quang ơi, xe hỏng ạ? Thì chắc nó hỏng nó mới dừng lại như thế chứ. Để chú xuống xem thế nào. Ôi, chào chú.
sao thế nhỉ? Mấy đứa đợi chú tí. Không sửa được các cháu ạ. Khéo phải gọi cứu hộ thôi. Ô, xe mới mà cũng hỏng hả chú? Thế mới chán chứ. Bạc tỷ chứ có ít đâu. Để chú gọi cứu hộ. Alo, tôi cần cứu hộ tại thành phố Vĩnh Yên. Sao cơ? 2 tiếng nữa cơ ạ. Vâng, cảnh giúp tôi với, chứ không tối mất. Vâng. À, để tôi gửi vị trí cho, chứ tôi cũng không biết chỗ này. Thế nhá anh nhá. Chú ơi, chờ 2 tiếng còn mà đến tối à? Chú Quang ơi, thế thì có gì chú bảo bố cháu câu chứ không bọn cháu chết đấy. Chúng mày cứ yên tâm đi, có chú bảo kê, chúng mày lo cái gì? 2 tiếng nữa thì lâu quá. Sáng em nhịn đói để lên thành phố định ăn gà rán, còn 2 tiếng nữa chắc chết mất. Mày nói tao cũng thấy đói này. Chú Quang ơi, trên xe có gì ăn không ạ? Mày đưa đói quá à? Chú còn bánh ngọt đấy. Bánh ngọt à? Ăn chả bõ dính răng chú ạ. Với lại ăn đồ ngọt nhanh đói lắm. Ví dụ mà bây giờ có con vịt nó... Này, chúng mày thấy tao thông minh không? À, có đồ ăn trong vòng một nốt nhạc. Đấy. Không có 150.000 của chú ấy, làm sao mày có vịt trong vòng một nốt nhạc được? Thì ý cháu là cháu nhanh nhẹn xin được tiền của chú, mua vịt để nướng cho chú và chúng nó ăn đấy ạ. Mày chi được cái lẻo mép. Thôi, quay đi để con ăn. Dạ vâng ạ. Chà, con vịt béo đấy. Sợi nhất của Nhật ạ. Này, sao cái chị kia chị không nói gì thế nhỉ? Tao cứ thấy ngai ngai người kiểu gì ấy. Chắc là chị ấy người sống hướng nội ấy chị ạ. Ai xài ơi, chén ơi, chén ơi. Cảm ơn chú. Bật cái cổ. Ai dồi ôi. Nóng thế. Ui nóng quá. Ui, Thảo ơi, mày đạp cho anh phát. Đấy. Ai dồi ôi. Ai dồi. Con này mày điên à? Tao mày đạp tao là mày giữ cái con vịt cho tao vật cho dê ấy. Em có biết đâu, tại anh không nói rõ đấy chứ. Biết cái gì? Thảo lão. Ai dồi. Đấy giữ thế đi. Ui. Ai dồi. Chú Quang ơi, chú Quang. Người ta bảo là nhất thủ nhì vĩ. Bây giờ chú quánh cái đầu đi. Để chú có một cái đầu óc tỉnh táo để lái xe đưa bọn cháu đi ạ. Thôi, chú nhường mày đấy. Chú ăn cái đùi để cho chân cứng đá mềm. Tí nữa đạp phanh cho nó chuẩn. Thằng Hùng, lấy cho chú cái đùi. Ngon à? Mà như cái ngon nó chả mời, nó mời cái cổ. Rồi, cho xin. À, này, cô ăn đi. Tôi không đói, cảm ơn anh. Ăn đi, đừng ngại. Tôi không đói, mọi người cứ ăn đi. Chị không ăn để em ăn cho ạ. Con bé này, không biết thế nào là lịch sự. Ừ, ăn đi. Ngon quá. Nó phết đấy nhỉ. Anh Hiếu ơi, ước gì có 2-3 con vịt thì tốt nhỉ. Bắt tạm con dế nướng nhỉ. Alo. Cái gì? Xe cứu hộ bị hỏng á? Tôi chết tôi rồi. Thế mấy giờ thì đến được hả em? 8 giờ á? Ôi ôi ôi. Không có cách nào khác à?
Thôi được rồi, nhanh lên hộ anh với nhé. Ôi, chú Quang ơi, thế 8 giờ xe cứu hộ mới đến thì khi nào lên được thành phố ạ? À? Chú ơi, trời cũng tối rồi mà chỗ này vắng vẻ lắm. Thì cũng phải chịu khó thôi chứ làm thế nào được, chú cũng hết cách rồi. Mà tận 8 giờ mới đến nhỉ, bây giờ không biết, mấy giờ. Này cô, tình hình cô cũng biết rồi đấy, xe nó hỏng, tôi cũng không muốn. Cô có chờ được không? Không sao đâu anh ạ. Ô, cái gì đấy? Gì đấy? Này chúng mày, trong cái không khí ảm đạm, quá đỗi yên bình như thế này, tao đề nghị kể chuyện ma đấy. Mày chán sống à? Hả? Mày chán sống à? Nghĩ giờ kể chuyện ma cái gì bây giờ? Ở đây có một bãi tha ma chuyên chôn người chết đuối. Chúng mày ơi, người ta bảo người chết đuối thiêng lắm, còn gọi là ma nước đấy. Cách đây một năm, có một chàng trai từ quê lên tỉnh đi thi qua đây. Xe của anh ta bị hỏng giữa trời mưa tầm tã. Anh ta chạy vào một ngôi nhà cũ để xin ngủ nhờ. Trong ngôi nhà đó có một cô gái chạy ra đón tiếp. Cô ta nói bố mẹ bị bệnh, lên thành phố chữa bệnh, nên cô ta chỉ ở nhà một mình. Cô ta mổ gà đón tiếp chàng trai. Chàng trai ăn xong thì mê man. Khi anh ta tỉnh dậy thì thấy cô gái nằm bên cạnh của mình. Anh ta hạnh phúc ôm lấy cô gái cho tới sáng. Nhưng khi tỉnh dậy chỉ thấy mình đang ôm một nấm mộ. Trên nấm mộ đó là một đĩa gà còn nguyên vẹn. Anh ta sợ quá, chạy bán sống bán chết. Được một thời gian sau thì anh ta cũng đột ngột đổ bệnh mà qua đời. Ui, cô kể cái chuyện gì mà nghe sợ thế, rùng hết cả mình. Bà chị ơi, cái chuyện bà chị vừa kể là thật hay là chỉ kể ra để cho bọn em sợ thôi đấy? Chị đừng có mà dọa, bọn em gần 18 tuổi tới nơi rồi đấy, chị không dọa được bọn em đâu. Ngôi mộ ấy cách nơi chúng ta đang ngồi 100 mét. Mọi người ơi, có gì đâu mà phải sợ, mình cũng có từ 5 đến 6 người cơ mà. Không ấy bây giờ mình chơi cái gì đi để đỡ sợ. Ví dụ như kiểu chụp ảnh ấy. Đúng chị Quỳnh ạ, chụp ảnh đăng Facebook đi. Đúng rồi, chú Quang, chú chụp ảnh với bọn cháu đi. Chị ơi, chị vào chụp với bọn em luôn. Ôi lắc kìa. Thế chị ơi, thế nếu mà chị không chụp cùng bọn em thì chị cầm điện thoại chị chụp giúp bọn em nhá. Chú Quang ơi, cho bọn cháu mượn điện thoại đi. Đây, lấy điện thoại của chú. Này cô, chụp giúp chúng tôi kiểu ảnh. Này, ngồi vào đi. Chị cứ chụp thoải mái đây, cứ trăm kiểu gì chẳng được kiểu. Tiếp này em ơi, hai này. Xong rồi đấy. Chú Quang ơi, cho bọn cháu xem ảnh với. Dạ. Đây. Ê, cái ảnh này tao đẹp này. Ảnh này em xinh này. Chị Quỳnh với anh Hiếu buồn cười. Mặt buồn cười. Mấy đứa chọn cho chú cái ảnh đẹp đẹp à? Để chú còn u Facebook. Vâng. Chọn này. Từ từ để tao. Ủa thế này cái tấm này chứ là ngùng cái con cái bạn bè. Mồm ấy tao. Để cháu chọn cho chú ạ. Đấy, xem nào. Tấm nào đẹp nào.
Này chúng mày ơi. Ai đây? Đâu? Ba, năm. Ơ thế sao có năm người mà lại ở đâu ra một cô nữa nhở? Cô nào đây? Chị ơi chị, hồi nãy chị chụp ảnh chị có thấy có thêm người nào nữa không chị? Này bọn mày ơi, có khi nào mà ma xuất hiện xong rồi bọn mình không nhìn thấy không? Ôi sợ thế. Ma nữ đây rất giống với cô gái đã chết, được chôn gần đây. Thật không chị? Sao lại gật? Cái gì đấy? Ai ôi. Sao đấy? Ui, sao tự nhiên em bị đau bụng vào cái lúc này nhỉ? Chết thật đấy. Đây, có đứa nào đi ấy tí không? Anh ấy thì anh ấy đi, anh rủ đồng bọn làm gì? Anh sợ mà? Tao sợ chó gì? Rủ đi đâu vui, vui mới đấy được. Hay là chú có ý này, mày đi một mình đi. Này, sợ ma hả? Tao bảo, tao chỉ cho một cách nhá. Mày ra cái bụi rậm đằng kia kìa. Đấy, mày đi đằng đấy thì bọn tao còn nhìn mày được. Có gì thì ới lên bọn tao ra. Đi đúng đi. Đúng. Mày thối như thế á, ra đấy ma không dám hiện hình đâu. Mày đi cùng tao đi. Khi nào mày buồn tao lại đi cùng mày. Đi. Đi thì đi. Đấy đi. Đi ra đi. Vào đi, tao ở ngoài tao canh cho, có gì gọi cho tao. Cầm nước bỏ tao đấy nhá. Rồi, đi. Từ từ đã. Chắc cộm. Úi giời, ơi. Cho mày ở một mình trong đấy, cho chừa cái tội ăn đùi vịt của tao. Cái dây chuối cuốn chân thôi nó cũng tưởng là ma đấy. Không, tin tao đi. Nãy con ma nó ôm chân tao thật mà. Chính là cái con ma mà mặc váy trắng ở trong bức ảnh vừa nãy ấy. Tào lao, thôi đi về chúng mày. Ok. Tin tao đi, tao thấy ma thật mà. Này, ma thật mà. Tin đi mà, tao gặp ma thật mà. Trật tự đi. Sao đi chú Quang? Tự nhiên chú lại muốn đi xả lũ tí. Mà thằng Hiếu vừa nãy đi được chưa? Đi cùng chú. Thôi chú ơi, chú đi mình đi ạ. Nãy cháu sợ quá, cháu thọt luôn vào trong rồi. Cái thằng chết nhát. Hùng, đi cùng chú. Chú cho 100. Không để cháu đi cùng ạ. Cái thằng kia, sao mày hốt tài chính của tao? Buồn thật mà, đi chú. Đi. Đi ạ. À.
Đây khả năng chú đi đi chú ạ. Cháu đứng đây cháu đợi, nhưng mà nhanh nhanh tí. Cháu đứng lâu rồi cháu tính thêm tiền đợi đấy. Yên tâm, chú chỉ đi một phút thôi. Mày đứng ở đây đợi nhé. Mày mà vào trước á, tí tao đòi lại tiền đấy. Đây, chú cứ yên tâm, mắt cháu uy tín mà. Chú cứ đi đi, cháu đợi. À. Sao chú Quang làm gì 5 phút rồi vẫn chưa ra nhỉ? Lâu thật đấy. Chú Quang ơi! Chú Quang! Chú Quang ơi! Chú Quang! Chú... Tôi chết rồi. Chú Quang đâu nhỉ? Chú Quang ơi! Chú mày ơi! Chú mày ơi! Chú mày ơi! Chú mày! Đi đây! Ui, không thấy chú Quang đâu nữa rồi. Chú ấy bị ma bắt rồi sao ấy? Ô, đâu, chú đâu? Đưa bọn ta ra đấy. Đây, bên này. Đâu? Đây này, đây. Nãy, tao đợi chú ngoài kia. Chú vào đi vệ sinh. Tao chờ lâu quá, tao vào xem đi, không thấy chú đâu cả. Con đi chia cho đi tìm. Đi. Chú Quang ơi. Chú Quang ơi là chú Quang. Chú Quang tao ơi. Tao đã bảo có ma rồi, không ai tin cơ. Thảo. Sao đây? Chú Quang. Chết người rồi. Ok. Yêu. Mày xem đi. Mày lên mà xem. Mày đâu? Cái gì đây? Cái gì đây? Chị ơi, chú chết chưa? Con Thảo. May quá. Con Thảo là con gỡ. Ê! Cái thằng này. Ai ta? Chú ấy còn sống là may rồi. Bê chú ấy về. Đi. Chú Quang ơi. Chú Quang. Má. Cái gì đấy chú? Ê, chú. Bọn cháu mà. May quá. Vẫn chưa chết à? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Đau. Đau à chú? Đau là vẫn chưa chết đâu. Dại. Alo. Hả? Cứu hộ tới rồi hả? Ôi, may quá. Cảm ơn. Cứu hộ sắp đến rồi các cháu ạ. Ở nguyên đây thôi, đừng có đi đâu nhé. Nguy hiểm lắm. Dạ vâng ạ. Của anh xong rồi đấy ạ. May quá, anh Sở được giúp tôi. Chứ không mà cậu về thì chết. Dạ vâng, không có gì đâu ạ. Anh chờ tôi một chút nhé. Cái gì thế này? Sao lại toàn tiền nó phủ thế này? Tôi chết rồi. Tiền tôi đâu rồi? Cái gì đấy? Sao thế chú Quang? Thôi chết rồi các cháu ơi. Lúc đi chú có để 5 triệu tiền 50 nghìn ở đây. Thế mà bây giờ kiểm tra lại toàn tiền âm phủ đây này. Sao lại thế được nhỉ? Chú ơi, cháu đã chắc chắn với chú là có ma rồi mà chú không tin. Chú Quang, hay chú thử vào trong xe tìm lại xem. Chúng mày đợi chú tí. Chết rồi. Mấy đứa ơi, có cái tờ giấy gì đây này? Tiền của tao phải trả cho tao.
quỷ dữ sẽ không tha cho chúng mày. Đừng làm phiền tao. Anh ơi, thôi thôi nhá, chả đi sau được, em nữa. Chú nghĩ là thế này, bây giờ chú cháu mình lên xe đi khỏi đây đã. Đúng rồi đấy chú ơi. Đợi. Mày qua sửa được xe chứ không, không biết đêm nay thế nào mấy đứa. Anh ơi, ngã ba kia là nhà của em rồi ạ. Anh dừng ở đấy giúp em nhé. Đến rồi đấy em ơi. Cảm ơn anh. Chào mọi người. Ra đi. Này mọi người, cháu thấy cái cô gái kia khả nghi lắm mọi người ạ. Ý mày là sao? Mày đừng bảo cô ta chính là ma đấy nhá. Từ lúc lên xe tới giờ, cô ta ít nói lắm, chỉ ngồi một chỗ thôi. Chúng mày không để ý à? Anh Hiếu ơi, anh nói em cũng thấy khả nghi đấy. Chị ta không ăn uống của mình, cũng không tham gia gì cả, chỉ ngồi nhìn thôi. Thế còn chần chừ gì nữa, bám theo đi. Đợi chú với. Đợi chú với. Em giỏi không? Dọa mấy đứa kia chết khiếp. Giỏi, đến tao còn hết hồn đây này. Tao nhìn mày tao còn tưởng ma thật đấy. Thế chị có thu hoạch được cái gì không? Ôi dồi, chị giỏi thật đấy. Toàn tiền 50k đỏ chót này. Khá khen đấy nhờ. Hai chị em giỏi phết. Bọn này đâu phải là ngu mà để cho hai người lừa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Hóa ra con ma ôm chân tôi là em cô, và con ma đánh ngất chú Quang cũng là em cô. Hai chị em cô kết hợp để dựng lên câu chuyện giả ma giả quỷ rồi lừa trôm tiền của chú Quang, có đúng không? À, chạy đi đâu? Chị em cô lừa bao nhiêu người rồi, nói mau. Dạ, anh là người thứ hai ạ. To gan lớn mật, ngựa quen đường cũ à? À, đưa tiền đây. Dạ đây ạ. Em xin mọi người tha cho em. Lần sau em không dám như thế nữa đâu ạ. Không nói nhiều, lừa đảo này ấy, lên công an, đi. Anh chị ơi, em xin anh chị tha cho em đi. Lần sau mà em không dám như thế nữa đâu ạ. Anh ơi, em xin anh, lần sau em không thế nữa đâu ạ. Anh ơi, tha cho em ạ. Ô cái thằng này, bỏ quần tao ra, tụt quần tao bây giờ. Nếu chúng mày sợ công an thì lần sau đừng có phạm pháp nhá. Ví dụ mà bọn tao có tha cho chị em mày ấy, thì lần sau lại có thêm bao nhiêu người bị lừa nữa. Tao không nói nhiều, bỏ quần tao ra. Ôi anh ơi, anh tha cho em bỏ chứ em không bỏ đâu anh ơi. Anh tha cho em đi mà. Anh ơi. Ôi giời. Cái thằng này tao bảo tụt quần tao đây rồi đây. Đăng anh, à, mày cứu tao cái. Trời ơi Quỳnh ơi, mày cứu tao bắt. Chúng ta cứu tao cái, nó cứ kéo quần tao đây. Thì em làm nào? Bây giờ tao mới thấy bị má là con thật chúng mày. Ôi giời, cái thằng này bỏ quần tao ra. Tao cho mày lên công an bây giờ anh.